Thực ra thì ta chỉ muốn dây mọi người ít tiền, xoay chuyển tạm thời. Lại đi mò mò rồi hả? Mò mò cái gì? Thật ra nhiều khi nàng dịu dàng một chút cũng đáng yêu lắm đó. Trước kia ta cũng dịu dàng lắm. Trước giờ luôn uống rượu của cô, lần này cho cô nếm thử tay nghề của ta. Bánh trôi, Quynh làm sao? Vậy ta nhất định phải thử xem. Ngon quá. Có phải trong này có nhân rượu gạo hay không? Đúng rồi đó, mẹ ta dạy ta làm đó. Mẹ Quynh đúng là khéo tay thật. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tại sao công tử không ăn Tết với người nhà? Năm ta 12 tuổi, mẹ ta đã qua đời rồi. Cha ta đến kinh thành làm quan, mãi không có thời gian trở về, nên nhà chỉ có một mình ta thôi. Xin lỗi nha công tử, khơi lại chuyện thương tâm của huynh rồi, không sao đâu. Sao chưa từng thấy cô kể về người nhà? Tại sao cô lại đến trấn của chúng ta mở quán rượu? Thật không dám giấu, gia đình Tiểu Xuân cũng mở quán rượu. Có điều là cha ta gả ta cho con trai của trưởng thôn bên cạnh. Ta không muốn tuân theo nên đã trốn ra khỏi nhà. Lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai. Cũng may những chuyện đó đều không xảy ra với ta. Vậy thì công tử đã có ý trung nhân nào chưa? Chưa từng. Vì trước kia luôn chuyên tâm học hành, chưa từng nghĩ những chuyện này. Vậy bây giờ thì sao? Ta chưa từng nghĩ mình lại may mắn được quen biết bầu bạn với chàng. Cũng chưa từng nghĩ cảnh trăng tươi đẹp này lại ngắn ngủi đến như vậy. Thợ săn từng tình cờ gặp ta trong núi lại nhận ra ta. Là nhện. Nhện. Có chuyện gì vậy? Nhện kia. Sao lại vậy? Yêu quái đó. Cô ta là nhện. Nhện đó. Chắc là qua mắt rồi. Phải đó. Tiểu Xuân à. Tiểu Xuân là ta đây. Tiểu Xuân. Công tử à, Quynh đừng đến tìm ta nữa. Họ nói ta là yêu quái. Ta không muốn liên lụy công tử. Họ đều nói dớ dẫn. Nàng mau ra đây đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Công tử à, Quynh sẽ đưa ta đi khỏi thật sao? Ta đã từng gạt nàng bao giờ chứ? Nàng mau ra đây. Nơi này đã không an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Tiểu Xuân à, nàng yên tâm đi. Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời xa nàng đâu. Ta nhất định sẽ không tin những lời quái quỷ đó đâu. Công tử à, ta tin Quynh. Ta tin Quynh bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ cho ta. Hoa đào đã nở rồi. Đợi khi nào chúng ta chuyển đến nơi mới thì sẽ ủ rượu hoa đào nhé. Đinh Cân, mau ra đây. Cô ta là yêu quái. Không thể nào. Các người bao nhiêu người ức hiếp một nữ tử yếu đuối, lương tri ở đâu vậy? Người tránh ra đi. Giây lát nữa thôi, chúng ta sẽ cho người thấy lương tri của chúng ta. Đạo sĩ thối, lão đừng có hòng.
vô phương cứu chữa. Công tử à, các ngươi định làm gì? Tránh ra, buông cô ấy ra, làm gì vậy? Buông cô ấy ra, các người tránh ra, buông ta ra. Công tử à, tiểu xuân à, đình cần, tiểu xuân, các người buông ra, tiểu xuân, buông ta ra, buông cô ấy ra, thả ra đi, thả cô ấy ra mà, công tử à, các người thả cô ấy ra đi, giết chết ả, giết chết ả đi nào, giết chết ả. Giết chết đã đi, đạo trưởng. Đạo trưởng thả cô ấy ra, đạo trưởng. Giết chết đã đi, đạo trưởng. Giết chết đã đi nào. Bắt lại, giết chết đã. Giết chết đã đi. Buông ta ra. Đạo trưởng à, đạo trưởng xin ông, đạo trưởng. Thả cô ấy ra đi mà. Đình cần, cô ấy không phải yêu quái, nhìn cho rõ đây. Đạo trưởng thả cô ấy ra, đạo trưởng à. Đạo trưởng, đạo trưởng à. Giết chết đã đi. Giết chết đã đi nào, mau lên. Giết chết đã đi. Giết đã đi nào. Giết ả đi. Đạo trưởng thả cô ấy đi, đạo trưởng à. Công tử à, tiểu xuân, cậu có biết lớp da này không phải hình dạng thật của cô ta không? Mà cô ta giết chủ nhân trong ký sinh nào đó. Nguyên thân của cô ta có lẽ là một con nhện tinh trăm năm. Con yêu nghị chúng ta bắt lần này, mai nhờ cậu dụ pháp thuật của ả. Tiểu xuân, không thể nào. Tiểu xuân à, rốt cuộc thì, rốt cuộc nàng. Công tử, Tiểu Xuân chỉ muốn là một người thường. Ta không muốn hại bất cứ ai. Công tử à, cậu trúng độc quá sâu, nhất định phải tự mình chặt đứt tình mang. Bần đạo đã khống chế ả rồi, nhát kiếm này buộc phải do cậu đâm. Không đâu, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra mà. Công tử, yêu quái, yêu quái, đừng có nhìn nữa. Công tử à, ra tay đi. Công tử, giết ả đi. Công tử à, yêu tinh. Cô đừng có lại đây, Tiểu Xuân à. Đừng lại đây mà. Đừng lại đây. Nhìn xem, hoa đào nở rồi kìa. Tiểu Xuân à,
Tiểu nương tử à, muốn đi đâu đây? Chính là nói với đại gia đi nào, đại gia sẽ đưa cô đến đó. Tìm lâu như vậy rồi, đi một vòng lớn, cuối cùng cũng để ta tìm được vài người sống. Đào hoa quá xứ, hỗn thảo bất sinh. Cô là Xuân Tam Thập Nương sao? Hôm qua ta đã nghĩ cả đêm rồi, nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta nên dùng sở trường của tất cả mọi người đối phó ả. Dương Mông à, sở trường của ngươi là cái gì? Dương Mông, người như cái tên, đương nhiên là gạt người rồi. Vậy Hồ Quải à, sở trường của ngươi là bắt cóc rồi hả? Được rồi, có một diệu kế, ta nói ra, hai người các ngươi gạt ả đó lên núi làm vợ người ta đi nào. Thế nào hả? Tam đương gia, xin lỗi nha, ta tên là Hồ Quải, là vì cha ta bán mạng. Các ngươi muốn làm ta tức chết đi hả? Được, tuyệt đó, diệu kế. Chủ nhân à, cô tỉnh rồi sao? Sao ngươi lại ở đây? Ta không có ở đây thì ta đi đâu được? Chóng mặt quá. Ta còn nhớ tối qua ta đã uống rất là nhiều rượu nữa. Có phải ta đang nằm mơ hay không? Rượu đâu? Ta đã thu dọn sạch sẽ rồi. Chủ nhân, hôm nay cô thấy sao hả? Có muốn tiếp tục hút tinh lực của ta để trị thương không? Không cần đâu. Gà đâu? Đám lâu la này không muốn cho ta ăn gà nên giấu hết gà đi rồi. Đồ hẹp hòi. Thứ mà ban phủ đầu có thể giấu được chẳng có bao nhiêu. Ta nhất định sẽ giúp cô tìm ra thôi. Đứng lại. Ta thấy không có ổn lắm. Có lẽ có mai phục. Các ngươi làm cái gì vậy? Ném đi. Xương Xương à, để cho ta. Nào. Lưu Sa, ta thấy ngươi rồi đó. Hết đá rồi. Đá đâu? Ta cũng không có. Hết đá rồi kìa. Cô có sao không chủ nhân? Đâu hết rồi? Chủ nhân à, không được rồi. Bọn họ dù gì cũng là huynh đệ của ta, không được giết bọn họ đâu. Còn không mau cút đi. Mau hút tinh lực của ta đi nào. Lên, bắt lấy ả. Chủ nhân à, cô không sao đó chứ? Không sao. Ta nói cho các người biết, à chắc chắn là không ổn rồi. Nếu không thì cái chưởng hôm qua đánh ta, ta đã mất mạng từ lâu rồi. Hôm qua ngươi cũng thấy rồi đó, đúng không nào? Các huynh đệ đều bị ả đánh bay. Ngươi giải thích chuyện này đi, chẳng phải các ngươi vẫn chưa chết sao? Là âm mưu.
Nhất định là âm mưu. Tam đương gia, tay của ngài chảy máu kìa. Không sao đâu. Địch không động thì ta án ngữ. Ả muốn chúng ta ra tay trước, sau đó kiếm cớ giết chúng ta. Như vậy đại đương gia về đến sẽ chẳng làm được gì ả cả. Có lý đó. Ta biết là ngươi. Ngươi nói đi nào. Không phải ta, đâu có nói gì đâu. Ai đó, là ai vậy? Không phải là ta đâu. Là ai vậy hả? Ai đó? Xin lỗi nha. Không sao, không sao. Ta có thể giúp ngươi đối phó bọn chúng. Nào, lại đây. Nghe đây nào. Gà con. Ai đến trước vậy? Cùng đến mà. Nước. Người đâu? Người chẳng thấy đâu, nước cũng chẳng có, chết đâu rồi hả? Bị ngươi cướp được thật à? Nhà bếp đó chẳng có gia vị gì cả, nên ta đã làm qua loa, cô ăn tạm đi. Ngon ghê vậy. Sao ngươi lại che mặt hả? Bỏ tay ra. Là ai đánh vậy? Đâu có đâu. Ở bang phủ đầu này có ai dám đánh ta chứ? Vừa nãy lúc đi bắt gà, nó nhìn thấy ta bắt nó nên nó chạy. Ta bèn quyết đấu với nó, sau đó ta tự mình ngã thôi. Ngươi ngồi đó đi. Làm gì hả? Đừng có nhiều lời, bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi. Qua đó ngồi đi. Ngồi xuống nào. Chủ nhân à, cô đừng lo cho ta thật đó. Ta không muốn cô trị thương cho ta, như vậy sẽ hao tổn pháp lực của cô. Ta không sao thật đâu mà. Được, ta đi làm thêm mấy món ngon nha. Đứng lại. Ta nói cho ngươi biết, điều xưng tam thập nương ta muốn làm, không ai ngăn cản nổi đâu. Ngồi lại đó cho ta đi. Ngồi xuống. Lâu rồi không có tắm, thoải mái ghê vậy đó. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, chiều ngươi xuất ra không ổn đâu, ngươi biết không hả? Cái gì gọi là không ổn chứ? Ngươi biết không hả? Bây giờ bọn chúng như là răng môi liền kề. Chu Bác bị thương rồi, bất luận Xuân Tam thập nương có yêu hắn không đều sẽ cứu hắn ra. Ngươi xem cứ qua lại thế này, bất luận ăn bao nhiêu con gà cũng chẳng bồi bổ được bao nhiêu, có hiểu chưa? Vậy gà bị ăn hết sạch thì phải làm sao? Đến lúc bất kể gà có bị ăn hết hay không, ta cũng đã hồi phục rồi. Thần tiên các người đúng là có suy nghĩ chu đáo đó. Ha 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 ha!
Gà con à? Tới đi nào. Ai lên trước hả? Lão tử không sợ các ngươi đâu. Đánh hắn đi. Đánh đi nào. Đây là cái gì vậy? Là gà đó. Gà gì vậy? Gà mái. Biết võ hả? Chắc là không biết đâu. Vậy sao ngươi lại thành ra thế này hả? Tôi nói rồi, là tự tôi không cẩn thận bị ngã thôi. Ngươi vẫn muốn lừa ta chứ gì? Ngã được thành ra như vậy sao? Có phải bị người ta đánh hay không? Không phải đâu. Làm gì có ai dám đánh tôi chứ? Thật sự là tự tôi ngã đó. Ngươi không nói thật chứ gì? Ngươi tưởng là ta không biết sao hả? Ta nhìn ra mà. Cái đám người này nữa, hàng ngày mang một con gà đến dụ dỗ ta. Đợi đến lúc ngươi qua đó lấy gà thì hắn sẽ đánh ngươi một trận. Có phải là chúng đánh hay không? Bởi vì chúng biết ngươi quay lại chỗ ta, ta nhất định sẽ trị thương giúp cho ngươi. Như vậy ta sẽ tiêu hao công lực. Thật là ấu trĩ. Ngươi có phải đồ ngốc hay không vậy? Rõ ràng biết là bị đánh, tại sao vẫn đi lấy? Bởi vì cô là chủ nhân của tôi mà. Cô muốn ăn gà mà. Chủ nhân à, cô rõ ràng là biết như thế này, tại sao vẫn muốn cứu tôi vậy? Nói ít thôi nào. Sao mà nói lắm như vậy không biết? Ra đây. Ra đây hết cho ta. Từng tên lén lút vụng trộm thì còn gọi gì hảo hán hả? Ra đây nào. Ra đây đi. Ngươi nữa. Ra đây nào. Lưu Sa, các ngươi ra đây hết cho ta. Làm gì vậy? Bỉ ổi. Ngươi lại là một kẻ như vậy sao? Muốn thành đại sự đó thì phải dùng thủ đoạn mà. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất là đàn ông, có khí phách. Muốn làm anh hùng gì chứ? Ta vẫn luôn như thế này. Lúc trước là ngươi hiểu lầm ta thôi. Được rồi, ngươi đã không quan tâm đến tình cảm huynh đệ bao năm nay. Đừng trách ta không khách sáo nha. Là ý gì đây? Trả tiền đây. Ngươi nợ ta 2 lượng bạc, quên rồi sao? Được rồi, trả tiền thôi mà. Trả đây nè, lấy ra đi. Trả cho ngươi nè. Không đủ, chỗ còn lại mai trả. Được rồi, như thế này đúng không? Đúng đó, chơi cái này chứ gì phải chơi cái này vậy. Nửa năm trước ta tặng cho ngươi đó. Trả ta đây. Trả đây nào. Vậy chứ gì. Trả cho ngươi nè. Được thôi, khăn đầu. Cái khăn này là ta tặng cho ngươi. Cởi ra trả đây. Không thèm luôn. Cái này nè. Quần lót. Quần lót là ta tặng cho ngươi. Trả đây nào. Trả cho ta đi. Cởi ra. Cởi ra đi nào. Ngươi tính cái này với ta chứ gì. Trả cho ngươi. Coi như là ngươi đỉnh đó. Móng giò tháng trước. Trả cho ta đi nào. Trả đây. Muốn lấy chứ gì? Ở trong nhà vệ sinh đó, tự đi lấy đi. Trong bụng. Trong bụng hả? Đến mà lấy đi. Trả cho ta. Lấy đi nào. Các huynh đệ nghe thấy chưa? Lên, móc ra cho ta.
Ngươi có biết ta đã tha cho ngươi mấy lần rồi không? Ta biết. Giờ đằng sau lưng ta đã không còn ai rồi. Vì vậy mà ta hỏi ngươi lần cuối, có phải ngươi muốn đối phó với ta? Chủ nhân à, cô không sao chứ, chủ nhân? Ta về rồi đây. Ai ở đó vậy? Vị đương gia. Chẳng liên quan gì đến ta hết. Cút đi nào. Đợi đã. Để lại quần áo cho ta. Cài cửa vào. Chi Tôn Bảo. Chi Tôn Bảo. Sớm thế này đã đến Tịnh An ta rồi sao? Ta đến xem thiếu gia Chi Tôn Bảo hào quang vô hạn, giờ đã thành bộ dạng gì đây? Còn hơn ngươi, ngươi đã rơi vào hoàn cảnh vay mượn mấy tiểu đệ rồi, còn tỏ vẻ gì nữa chứ? Còn tốt hơn cái loại không có tiểu đệ như ngươi. Cứ đừng tưởng ngươi vẫn là thiếu gia phú quý hồi trước. Chuyện hồi trước cưỡng ép đưa đại phu đi từng nhà của ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ta nói nè, các ngươi cứ luôn gọi đại phu đến nhà khám bệnh, hy vọng người nhà bị bệnh hả? Ngươi thì biết cái gì chứ? Đó là sự chăm sóc của hộ lớn như ta. Chị Tôn Bảo, ta có lòng tốt giúp cho ngươi, ngươi lại bày ra cái bộ dạng quỷ ma này. Thảo nào tất cả mọi người trong trấn đều chẳng muốn quan tâm ngươi. Ngươi nói cái gì chứ? Mặt trời mọc đằng tay rồi hay sao? Ngươi nói là ngươi giúp cho ta, chỉ cần ngươi kéo xe cho ta thì mấy tờ ngân phiếu này sẽ là của ngươi. Một mình ngươi, từ nhà của ngươi kéo đến cửa nhà của ta, đến nơi rồi nhận tiền, thế nào hả? Đừng có quá đáng quá. Đừng tưởng có mấy tờ ngân phiếu là có thể bắt Chi Tôn Bảo kéo xe cho ngươi. Mỹ nữ đã lên tiếng rồi, vậy thì ta thêm một chút. Một thổi vàng đủ chưa hả? Ngươi nói thật chứ? Bổn công tử nói lời ắt sẽ làm được mà. Ta bảo là sẽ có một ngày khiến ngươi kéo xe cho ta, nhất định sẽ làm được. Là khi nào? Giờ ngọ ngày mai. Được rồi. Nói lời giữ lời đó. Nói lời giữ lời. Quynh làm gì vậy? Thật sự phải đi sao? Tên ngốc đó muốn cho ta tiền như vậy thì ta lấy thôi. Vừa rồi may mà có cô giúp ta lấy thêm được một thỏi bạc. Chỉ là ta thấy ghét thôi, hắn ta không tôn trọng người khác. Có gì đâu chứ. Ngày mai giúp ta trông cha mẹ ta được hay không hả?
Đi đi nào. Hình như cậu ấy không sao rồi. Đột nhiên như vậy. Quynh không sao chứ? Không sao. Cảm ơn. Cảm ơn ta. Cảm ơn cái gì ta? Ta biết là cô dùng phép nên ta mới có thể không cảm thấy trọng thương gì cả. Nhẹ nhàng kéo hắn về đến nhà rồi lấy được vàng thôi. Bị Quynh phát hiện rồi sao? Lần sau thật sự nên chú ý hơn, không nên để kéo nhẹ như vậy. Như vậy lại rõ ràng quá. Thực ra ta thấy cô rất là tốt. Tuy cô là yêu quái, nhưng tấm lòng của cô rất là tốt. Không chỉ không đáng sợ mà còn rất là xinh đẹp. Thế nên mới nói không phải tất cả yêu quái đều là xấu đâu. Làm yêu quái cũng có điểm tốt. Có thể lấy chuyện kéo xe của Quynh ra hôm nay làm ví dụ. Nếu Quynh biết được pháp luật thì không đến nỗi vất vả như vậy đâu. Hơn nữa còn có thể trực tiếp lấy giấy tờ đất về. Còn có thể lấy đá biến thành tiền. Như vậy Quynh sẽ không cần phải buồn phiền vì món nợ nhà của Quynh. Ta về nhà, ta sẽ đưa tiền này cho mẹ của ta. Sau đó lại nghĩ cách tiếp. Chưa biết chừng có thể chuộc lại giấy tờ đất về. Quynh vẫn còn muốn dùng cách ngu ngốc của người bình thường. Ta thực sự không hiểu. Làm người bình thường rốt cuộc có gì hay đâu chứ? Tuy là phiền, nhưng mà người bình thường cũng có thể giải quyết mọi chuyện được. Được rồi, được rồi. Nếu Quynh đã không muốn thừa nhận mình là Tôn Ngộ Không, hoặc là Quynh không phải là Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không phải là không có cách đâu. Từ hôm nay trở đi, Quynh bái ta làm sư. Chỉ cần Quynh giúp ta tìm thấy Tôn Ngộ Không chuyển thế và Đường Tăng, ta có thể giúp Quynh. Tới lúc đó Quynh cũng có thể dựa vào bản thân của mình để giải quyết mọi chuyện trong nhà. Nhưng mà ta thực sự không biết gì về tung tích của họ cả. Vừa rồi không phải Quynh nói là không có gì đáng sợ cả sao? Sao? Vẫn đề phòng ta hả? Hoặc là Quynh muốn lừa ta? Không phải, ta vốn dĩ không hề biết Tôn Ngộ Không chuyển thế với lại Đường Tăng mà cô nói là cái gì cả. Ta thề đó. Thề sao? Nếu thề mà có tác dụng thì không phải đau lòng bao nhiêu năm nay đâu. Lừa dối. Đàn ông các người đều như vậy. Đi, mau đi cho ta đi. Ta không muốn thấy ngươi nữa. Người với tình khỉ chết tiệt 500 năm trước có gì khác nhau? Còn không đi sao? Ngươi không đi thì ta đi. Năm trăm năm trước. Mở. Đại, đại, đại. Mở. Tiểu. Đưa tiền đây, đưa tiền đây. Ngươi không muốn đưa tiền phải không hả? Nhiều vậy sao? Bớt đi chút. Ngươi cũng vậy sao lại ít vậy hả? Mỗi lần đều chơi, qua đây cho ta. Xem cái này đi, không xem. Lấy ra đây cho ta xem. Ngươi dám bớt tiền, đệ không xem sẽ hối hận đó. Cái chuối gì vậy? Đại ca Quynh tính giáo hả? Đệ cũng thật. Đệ tưởng có thể trốn, hiện đệ nợ tiền không trả chết. Đệ nhìn chút đi, cái gì vậy? Cái gì chứ? Ta trông trừu tượng thế này sao? Thật ra vẽ cũng rất là giống mà. Đây chính là con rùi nhặn đáng chết đó. Không có cảm giác nghệ thuật. Còn mặt phản cao cái gì? Vẽ tranh kiểu gì vậy? Ta xấu quá. Hiền đệ bất giận. Thuộc hạ của Ngưu Ca về. Đây là cáo thị tìm khỉ vừa dán ở trên thị trấn. Không phải nói tên Hòa Thượng Thối ở gần đây hay sao hả? Đúng vậy. Nếu con rùi này muốn chết thì ta sẽ tiễn nó đi đường vậy. Các ngươi đừng tưởng là trốn được. Trả tiền cho ta đi nào. Đại sư à,
Chúng ta đã dán hơn 70-80 trấn rồi. Những thứ mà họ gửi tới không phải khỉ lông vàng mà là đại mã hầu. Thậm chí đến hắc tinh tinh cũng có, nhưng vẫn không có đồ đệ của ngài. Ta thấy hay là ngài hãy từ bỏ đi. Đại mã hầu hắc tinh tinh thì đó cũng là một loài khỉ, chúng ta ít nhất cũng có thu hoạch rồi. Cái nữa là một người trẻ sao thể chất yếu vậy, phải tập luyện nhiều vào. Còn nữa, có thể cô không biết tình cảm của ta và đồ đệ của ta rất là tốt. Để ta kể lại từ đầu cho cô. Hồi đầu là đại sư à? Ngài đừng có nói nữa, ngài hãy uống nước nghỉ ngơi đi. Chuyện này giao cho mình ta là được rồi. Không không không, yên tâm đi. Thứ nhất ta không khát, thứ hai ta không mệt, thứ ba nếu chúng ta cùng nhau phát giấy, chuyện đã được một nửa rồi. Hơn nữa nếu ta cùng nói chuyện với cô cũng sẽ không thấy chán. Ta vừa đến đâu rồi? Ta nói lại từ đầu cho cô. Nhớ lại hồi đầu, ta và đồ đệ của ta, đó là một buổi sáng đẹp trời, có nắng có gió. Bán trà đây, bán trà đây nào. Có bướm, có ong, còn có nhiều kiểu, bình minh đẹp lắm đó. Đừng nói nữa mà. Thí chủ à, thí chủ. Ta nói cho cô nghe, người không chỉ là người, mọi người mỗi ngày đều phải uống đủ 8 bát nước mới có thể giữ được sức khỏe khỏe mạnh, có thể đào thải độc tố. Nhưng ta nói với cô, vật cực tất phản, là cực sinh bi, có lúc uống nhiều nước sẽ trúng độc đó. Ta đã từng trúng độc rất là khổ sở, trà cũng như vậy đó. Uống nhiều không chỉ sẽ trúng độc mà còn không ngủ được nữa. Đại sư à, ngài lợi hại quá đi. Sao cái gì ngài cũng hiểu hết vậy? Con người của cô, Cô đó, nhược điểm lớn nhất chính là nói quá nhiều. Cô hãy dùng thời gian nói đó để đọc sách, cô sẽ học được nhiều tri thức hơn. Được rồi. Ông chủ à, thêm một bát trà nữa đi. Hòa thượng chết tiệt, lải nhải, uống không chết được đâu. Là tiếng gì vậy chứ? Âm thanh này quen tai quá. Sao vậy? Rõ ràng ta chưa uống nhiều nước, tại sao phản ứng trong người lại lạ như vậy chứ? Chắc chắn là do hôm nay nói ít rồi. Ta đi trả tiền nước một chút. Đại ca sắp rồi, giờ ta nhìn thấy hắn được rồi, mau tóm hắn thôi. Được rồi.